Khoảnh khắc chị em yêu thương nhau của sao Vbiz, Ngọc Thảo nhắc bài Đỗ Hà, Hương Giang tinh tế không hề chen lấn, Minh Hằng, Mai Phương Thúy. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng xuất sắc, Minh Hằng từng là một trong những mỹ nhân Việt nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Trong một buổi họp báo, nữ diễn viên cũng từng có hành động cứu nguy đồng nghiệp và ghi trọn điểm trong lòng khán giả. Cụ thể, tại một sự kiện, Minh Hằng đã giúp Mai Phương Thúy tránh sự cố hớ hên khi Hoa hậu Việt Nam 2006 diện một bộ vest theo style không đồ bảo hộ. Ngay khi phát hiện đồng nghiệp suýt lộ đuôi đôi, nữ diễn viên đã nhanh chóng dùng tay che chắn cho nàng hậu. Bé Heo và Mai Phương Thúy được biết đến là cặp bạn thân nổi tiếng trong showbiz Việt, là những mỹ nhân đình đám thân thiết ngoài đời. Thế nhưng họ vẫn chưa cùng nhau hợp tác một dự án nghệ thuật chính thức nào. Mặt khác, họ luôn ủng hộ đối phương về mọi mặt, cũng như thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của nhau. Ngọc Thảo, Đỗ Thị Hà. Show thời trang của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân từng diễn ra thành công rực rỡ với sự quy tụ của nhiều hoa á hậu đình đám làng mốt Việt. Tại đây, á hậu Ngọc Thảo đã có hành động đẹp dành cho đồng nghiệp Đỗ Thị Hà. Cụ thể, ở phần kết màn, Đỗ Thị Hà lộ rõ vẻ lúng túng và liên tục xoay người sang trái phải. Ngay sau đó, Ngọc Thảo đã tinh tế nhận ra chị em của mình quên bài, nhanh chóng dùng tay thể hiện dấu hiệu di chuyển. Hành động nhắc bài ấy được nàng á hậu lặp lại đến 2 lần, khiến người xem không khỏi chú ý. Được biết cặp chị em này rất thân thiết với nhau. Hà Đỗ và Ngọc Thảo từng sánh đôi tại nhiều sự kiện. Cả hai cô gái đều sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp ấn tượng, ai nấy đều toát lên khí chất sang chảnh, tự tin và vô cùng nổi bật. Hương Giang, Võ Hoàng Yến và Hờ Henie. Tại show diễn của nhà thiết kế Linh Sang vào năm 2019, Hương Giang đã ẩm trọn điểm với hành động nhường vị trí cho Hờ Henie và Võ Hoàng Yến. Được biết, trong sự kiện này, cả ba đều giữ vai trò vedette và Hoa hậu Hoàng phủ Việt Nam 2017 chính là trùm cuối. Vì sân khấu khá nhỏ, Hương Giang đã chủ động ôm eo nhà thiết kế Linh Sang và kéo nhẹ về phía mình để Hờ Henie và Võ Hoàng Yến có thể đứng chung trên sân khấu kết màn. Hành động này của Hương Giang đã nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Hoàng Thùy, Lương Thùy Linh. Cùng với bối cảnh trên sàn diễn ở phần kết màn, á hậu Hoàng Thùy từng có hành động gây chú ý. Theo đó, trong show thời trang đình đám quy tụ vô số hoa á hậu, Hoàng Thùy đã tinh tế nhận ra Lương Thùy Linh tiến đến bên cạnh. Ngay sau đó, Hoàng Thùy đã chủ động kéo váy của mình sang một bên, nắm tay dìu dắt đàn em và nhường vị trí vedette bên cạnh. Khoảnh khắc chị em của Hoàng Thùy và Lương Thùy Linh đã khiến ai nấy đều vô cùng thích thú. Thiên An, Tam Triều Dân. Trải qua nhiều biến cố về chuyện tình cảm con cái, Thiên An từng có màn tái xuất mạnh mẽ với vai trò diễn viên chính trong một dự án phim của đạo diễn Trần Bửu Lộc. Trên thảm đỏ, bà mẹ một con khiến ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp rạng rỡ trong trang phục đen sang trọng nà nã. Tuy vậy, hành động của Thiên An mới là điều đặc biệt gây chú ý. Tại đây, Thiên An đã có hành động cứu nguy đồng nghiệp Lê Tam Triều Dân khi tinh tế nhận ra người chị em của mình gặp sự cố với trang phục. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã vội đứng trước mặt che chắn giúp Tam Triều Dân tránh bị ghi lại những khoảnh khắc hớ hên. Việc vấp phải sự cố khi tham gia các sự kiện lớn nhỏ là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng nhờ vào những hành động tinh tế của dàn sao Vbiz như Ngọc Thảo, Thiên An, Hoàng Thùy, Minh Hằng đã giúp đồng nghiệp thoát khỏi tình huống khó xử và ghi điểm trọn vẹn trong lòng người hâm mộ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.